Minh được Tử Vi hoan hỷ chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi Chủ nhật ngày 4 tháng 6 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Quý Tỵ, tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Cầu Trận, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chủ Tước. Về ngũ hành Niên Mệnh, trường Lưu Thủy, ngày Quý Tỵ tức Can Khắc Chi, nghĩa là Thủy khắc với Hỏa, và ngày hôm nay là ngày Cát. Về nạp âm, trường Lưu Thủy, kỷ tuổi Đinh Hợi, Ất Hợi, ngày thuộc hành Thủy, khắc với hành Hỏa, đặc biệt là tuổi Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa, không sợ Thủy. Ngày Tỵ, lục hợp với Thân, tam hợp với Sửu và Dậu, thành Kim Cục, xung với Hợi, hình Thân, hại Dần, phá Thân và tuyệt Tý. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão, tuổi xung trong tháng, tuổi Kỷ Hợi, Quý Sửu, Quý Tỵ và Quý Mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Phúc tốt mọi việc, sao Phúc Hậu tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Đại Hồng Sa tốt mọi việc, sao Hoàng Ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Tiểu Hồng Sa xấu mọi việc, sao Thổ Phủ kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Thủ Tử xấu mọi việc, trừ săn bắt, sao Lục Bất Thành xấu đối với việc xây dựng nhà cửa, sau câu trận kỵ về an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng tây bắc. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp chủ nhật ngày 4 tháng 6 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất. Tử vi chủ nhật ngày 4 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi ngày mới cho thấy hôm nay khá thoải mái, dễ chịu với con giáp tuổi Tý khi có thực thần nâng đỡ. Dường như bạn không phải đối mặt với bất cứ nỗi lo lắng hay thách thức nào, nhưng như thế không có nghĩa rằng bạn có thể thoải mái kê cao gối mà ngủ. Vấn đề là bạn sẽ phải hướng tới những thay đổi và sẵn sàng cho sự chuyển mình khi cần thiết đấy, thay vì thái độ thụ động. Có thể thời gian qua bạn đủ may mắn nên bạn không phải nỗ lực nhiều, tuy nhiên, một khi bạn kết hợp được chúng với sự sáng tạo và nhiệt tình của mình thì kết quả sẽ càng tốt hơn nữa. Ngày ngũ hành Tý thủy khắc tị hỏa, điều này làm cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn và nửa kia trở nên căng thẳng hơn trước đó. Đôi bên vì thiếu sự chia sẻ và lắng nghe nên mới để những hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm như vậy. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, hãy ở bên người mang lại cho bạn nhiều nụ cười nhất có thể. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, giữ vững quyết tâm và tinh thần lạc quan. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, đưa ra được những lời khuyên xác đáng cho bạn bè người thân. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, hãy giữ vững quyết tâm của mình trong từng việc làm nhỏ. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, không có nhiều thời gian cho sự lãng phí thời gian với người không phù hợp. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 67, số 55, số 09. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, hồng. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật ngày 4 tháng 6 năm 2023 của tuổi Sửu. Bước sang ngày mới, được cục diện ngũ hành tam hợp,
Tỵ Dậu Sửu trợ mệnh mang tới chuyện tình cảm tốt đẹp cho con giáp tuổi Sửu. Thay vì tập trung cho công việc quá nhiều, ngày hôm nay hãy hướng đến gia đình, người thân yêu. Đây là cơ hội để bạn hâm nóng lại ngọn lửa yêu đương với người mà bạn gắn bó, hoặc đơn giản hơn là dành thời gian cho các hoạt động nghỉ ngơi, thư giãn một chút. Đây có thể là cơ hội để bạn tìm kiếm một đối tác phù hợp đấy. Thiên ấn dự báo những tiếng cười, những sự khích lệ sẽ truyền năng lượng cho con giáp tuổi Sửu hôm nay. Vậy thì hãy sử dụng nguồn lực ấy một cách tích cực nhất mà bạn có thể ngày hôm nay nhé. Đừng căng thẳng, đừng làm mọi việc trở nên rối rắm không cần thiết nhé. Ngũ hành tương sinh mang lại tin vui liên quan tới sức khỏe của bản mệnh hoặc người thân trong gia đình. Bạn nên ý thức cao hơn trong việc chăm sóc bản thân, dù là việc nhỏ cũng phải xem xét kỹ lưỡng, không nên chủ quan trong vấn đề ăn uống và giờ giấc thực hiện việc ăn, ngủ mỗi ngày. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, công việc tiến triển theo đúng kế hoạch mà bạn đã định ra từ trước. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, bạn thực lòng ngưỡng mộ và yêu thích ai đó nhưng chưa biết cách ngỏ lời. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, mở rộng tiếp xúc và giữ quan hệ với những người đáng tin cậy. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, bạn đủ lạc quan để thấy những điều tốt đẹp của tất cả những người xung quanh mình. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, có người nói nhưng không giữ lời khiến bạn buồn. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 67, số 08, số 98. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, trắng. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày mùng 4 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dần. Ngày mới gặp cục diện ngũ hành tứ hình xung, Dần thân Tỵ Hợi gây trở ngại, nhắc nhở con giáp tuổi Dần cần phải có trách nhiệm hơn trong những hành động của mình ngày hôm nay nếu bạn muốn giải quyết mọi công việc đâu vào đấy. Đừng trì hoãn những công việc mà bạn đã hứa hẹn hoặc giải quyết chúng thiếu cẩn trọng, bởi vì đó hoàn toàn không phải là một giải pháp hay. Chính tài xuất hiện, báo hiệu cho những vấn đề liên quan tới tiền bạc của con giáp tuổi Dần được hanh thông, thuận lợi. Một số người còn có may mắn trả được hết nợ nần, chút được gánh nặng bấy lâu mà bạn mang trên vai trong suốt thời gian qua. Ngũ hành tương sinh cho thấy hôm nay là ngày để bạn xích lại gần hơn với bạn bè, người thân. Bạn có thể chia sẻ với họ những trăn trở, những muộn phiền về những ưu tư trong lòng và nhờ thế bạn sẽ được họ xoa dịu, được họ hỗ trợ. Mối quan hệ cũng nhờ thế mà trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều đấy. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, cố gắng vượt qua trở ngại, thách thức trước mắt rồi bạn sẽ bình yên. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, dễ có quyết định khôn ngoan liên quan tới tiền bạc. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, dễ vướng phải cạnh tranh hoặc tranh chấp. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, con trẻ cũng có ý kiến hay ho giúp bạn xây dựng được kế hoạch tốt đẹp. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, hợp tác với mọi người, không nên tự tách mình khỏi tập thể. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 65, số 31, số 95. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, xanh, đen. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày mùng 4 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mão. Tiếp nối tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, thời gian này công việc của người tuổi Mão càng trở nên thuận lợi, may mắn. Bạn đang có nhiều lợi thế nhưng vẫn luôn chăm chỉ, cần mẫn, nhờ thế mà bạn có khả năng thăng tiến nhiều hơn và nhận được sự khen ngợi từ cấp trên hay đồng nghiệp. Thiên tài xuất hiện trong vận trình, người tuổi Mão đang có những dấu hiệu đáng mừng liên quan đến những may mắn về tài chính ngày hôm nay. Dường như bạn đòi được một khoản tiền nào đó hoặc thu được lợi nhuận từ một khoản đầu tư nào đó. Tuy nhiên đừng vì thế mà chi tiêu một cách phóng tay, thiếu tính toán nhé. Mộc hỏa tương sinh cho thấy sức khỏe của bạn khá tốt. Sau một tuần bận rộn thì hôm nay là ngày để bạn thả lỏng và thư giãn một chút. Những bộ môn tập luyện như yoga,
bơi lội sẽ giúp cho tinh thần bạn được thư giãn. Đây cũng là ngày để kết nối với tâm hồn, với giá trị cốt lõi của chính bạn. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, nhớ lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, đừng bộc phát cảm xúc quá mức. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, kết nối được với một người bạn lâu ngày mới gặp. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, tự tin hơn vào khả năng của mình khi bạn thực hiện được một số nhiệm vụ. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, tránh đưa ra ý kiến quá chủ quan về điều gì đó mà bạn không biết rõ. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, học hỏi được điều khá hay ho từ mạng xã hội hoặc website nào đó. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 19, số 99, số 26. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, tím. Quý nhân phù trợ, Dần, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày mùng 4 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thìn. Vận trình ngày mới cho thấy một số kế hoạch của người tuổi Thìn diễn ra đúng như dự định và đây cũng là lúc bạn cần tập trung để tăng tốc. Những người làm, kinh doanh, buôn bán, đừng hài lòng quá nhanh với chút kết quả đang có. Bạn vừa tìm cách cải thiện lại vừa nâng cấp mọi thứ lên thì chất lượng công việc sẽ được thể hiện ở một mức độ đáng mong đợi. Được chính ấn che chở là cơ hội để con giáp tuổi Thìn hôm nay có thể kết nối một cách chặt chẽ hơn với tâm hồn, mong muốn, kỳ vọng của bản thân mình. Điều này cũng khuyến khích bạn hướng tới những thay đổi tích cực cho đời sống. Vậy thì bạn còn chần chờ gì mà không dấn thân để khẳng định mình chứ? Ngũ hành tương sinh rất tốt cho vận trình tình cảm của bản mệnh. Nếu có khúc mắc gì chưa được giải quyết thì lúc này bạn nên xử lý trong ngày này. Hôm nay hai người rất dễ dàng, thuận lợi trong việc tìm tiếng nói chung, căng thẳng sẽ sớm được hóa giải. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, một số kẻ nói hay nhưng chưa chắc làm đã hay. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, có ai đó hỗ trợ nhiệt tình cho bạn trong công việc cũng như cuộc sống. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, có người đáng tin để bạn có thể chút bầu tâm sự. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, hãy nhìn xa hơn một chút, bạn sẽ có quyết định khôn ngoan hơn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, bạn thành công phần nhiều là được hỗ trợ nhiệt tình từ mọi người. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 36, số 85, số 17. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, xám. Quý nhân phù trợ, Thân, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày mùng 4 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tỵ. Trực giác của con giáp tuổi Tỵ ngày hôm nay vô cùng nhạy bén và hiệu quả dưới sự tác động của chính quan, vậy thì hãy sử dụng chúng một cách hữu ích nhất cho công việc của mình nhé. Bạn hãy để chúng mách nước cho bạn những thông điệp giá trị khi bạn đứng trước những ẩn số, khi bạn đang cảm thấy tò mò về bất cứ điều gì nhé. Hỏa khí vượng không tốt cho các mối quan hệ và sức khỏe của bản mệnh cũng không được tốt. Bạn nên chọn lựa đồ ăn thích hợp trong thời tiết nắng nóng như những ngày này, nên ăn đồ mát, tránh đồ cay nóng hoặc lẩu nên dành cho những ngày mát mẻ hơn. Đừng quên gia đình là chốn nương náu, đem lại cho bạn những khoảnh khắc thư giãn, những phút giây yên bình. Hôm nay là cơ hội để mang đến những điều bình dị như vậy cho những người thân yêu, hoặc đơn giản là dọn dẹp lại phòng ốc thêm ngăn nắp, gọn gàng. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, hãy thử lắng nghe lời khuyên, góp ý của người khác. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, bạn giành lại được niềm tin từ người có tiếng khó tính nào đó. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, công việc diễn ra theo đúng kế hoạch xây dựng từ trước. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, hãy dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, tin tưởng vào năng lực của bản thân. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 06,
số 85, số 35. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày mùng 4 tháng 6 năm 2023 của tuổi Ngọ. Tam hội xuất hiện trong vận trình, dự báo hôm nay liên quan đến các hoạt động gặp gỡ, tương tác, đòi hỏi tuổi Ngọ cần phải có sự chú tâm xử lý công việc sao cho hiệu quả. Ngoài ra, bạn sẽ dành nhiều thời gian cho các thương thảo, các cam kết mà bạn chưa thực hiện trọn vẹn, và điều này là hoàn toàn cần thiết nếu bạn muốn có được sự tôn trọng của mọi người xung quanh. Thiên quan nhắc nhở hôm nay sự tự phê bình và tạo động lực cho bản thân là thực sự cần thiết cho con giáp tuổi Ngọ, nhưng đừng quá mức, nếu không bạn sẽ dễ cảm thấy chán nản và bùng nổ đấy. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh việc hành xử trẻ con, ích kỷ, nếu không mọi người sẽ xa lánh bạn đấy. Hỏa khí vượng không hề tốt cho sức khỏe của tuổi Ngọ ngày hôm nay, nhất là những người lớn tuổi hoặc trẻ con nên hạn chế đi ra đường trong những ngày này. Nếu có thể nên dành phần lớn thời gian ở nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, những điều tốt đẹp luôn tồn tại khi bạn có niềm tin. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người nhưng vẫn có kẻ xấu ngầm hại. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, nên quan tâm đến suy nghĩ, cảm nhận của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, có những đối tượng bạn không nên nói chuyện cùng. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, không nên thực hiện những công việc quan trọng trong hôm nay. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 73, số 81, số 11. Giờ tốt, từ 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường, tím, hồng. Quý nhân phù trợ, Dần, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày mùng 4 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mùi. Ngày mới có tam hội trợ mệnh cho thấy con giáp tuổi Mùi đánh dấu bởi sự kết thúc hay khởi đầu của mối quan hệ tình cảm nào đó. Dường như bạn có xu hướng hành xử theo cảm tính và đưa ra quyết định dựa trên chính những cảm xúc của bạn thay vì để ý bất cứ yếu tố nào khác. Nhờ có thiên ấn mà ngày chủ nhật này con giáp tuổi Mùi không sẵn sàng cho bất cứ việc lập kế hoạch hay dấn thân vào hành động nào. Nhờ thế bạn có thời gian cho những cảm xúc cá nhân, cho những giấc mơ của riêng mình và điều này hoàn toàn là phù hợp trong những ngày cuối tuần. Ngũ hành tương sinh cho thấy bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ. Vì thế, thay vì một mình ôm lấy mọi trách nhiệm và rồi mệt mỏi vì quá tải, tại sao bạn không thả lỏng và thư giãn một chút? Hãy chia sẻ công việc với mọi người để được sự hỗ trợ của họ, còn bạn thì thả lỏng một chút nhé. Đây là ngày để xây dựng các mối quan hệ đấy. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, xây dựng được mối quan hệ xã giao tốt đẹp với mọi người. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, có những tín hiệu ngầm đáng giá. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, thông tin đáng giá bạn được ai đó cung cấp. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, sẵn sàng tinh thần đối diện với những điều không mong muốn. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, nhìn rõ hơn bản chất của con người cũng như sự vật, sự việc. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 65, số 37, số 95. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cà phê. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày mùng 4 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thân. Tử vi ngày mới của 12 con giáp phương Đông cho thấy cục diện thân tị tương phá là điềm báo không tốt cho những vấn đề bạn dự định làm trong ngày này. Nếu vẫn cố tình làm thì dễ bị sai sót, nhắc nhở. Bạn có thể rời sang thời gian khác để thực hiện việc quan trọng, còn ngay từ bây giờ bạn nên có khâu chuẩn bị thật tốt.
Kiếp tài nhắc nhở nếu con giáp tuổi Thân chịu khó vận động và cho mình một ngày bận rộn thì chắc chắn là bạn sẽ có được những phút giây rất hiệu quả ngày hôm nay. Ngược lại, nếu bạn lười biếng và không chịu vận động thì những phút giây đi qua sẽ thực sự rất phí phạm đấy. Kim hỏa xung khắc cho thấy guồng quay của đời sống thường nhật có thể khiến cho bản mệnh cảm thấy chán nản, uể oải, nhưng đó là một điều cần thiết, nhất là khi bạn muốn giải quyết các công việc thực tế còn dang dở. Khi bạn sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi thì bạn sẽ có thời gian làm điều mình muốn mà thôi. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, không nên vội vàng nghe theo lời kể một phía của bất cứ ai. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, hạn chế tình trạng cả thèm chóng chán. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, tận dụng và phát huy điểm mạnh của mình. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, nên lập kế hoạch phấn đấu rõ ràng mới mong tiến bộ. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, có ai đó cố tình hại bạn đấy nhé, nên cẩn trọng. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 28, số 12, số 99. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, tím, vàng. Quý nhân phù trợ, Tý, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày mùng 4 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dậu. Xem tử vi cho thấy, nhờ được cục diện ngũ hành tam hợp, tị Dậu Sửu trợ mệnh mà con giáp tuổi Dậu đã có thêm niềm vui, hạnh phúc trong chuyện tình cảm, có thể vì đối phương hôm nay rất chiều theo những sở thích của bạn, thậm chí là điều ngô nghê nhất. Một số người độc thân hứa hẹn có tình yêu đẹp khi cách bạn thể hiện khá phù hợp trong việc lựa chọn một nửa cho mình. Nếu con giáp tuổi Dậu không muốn phải đối đầu với những điều bất ngờ kém thú vị trong ngày có Tỷ Kiên, thì cách tốt nhất là hãy có sự chủ động, suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề ngày hôm nay. Bạn cũng nên thực hiện những lời hứa mà bản thân đã đưa ra, thay vì chỉ nói cho vui miệng. Ngũ hành xung khắc, ngày hôm nay có xu hướng cả thèm, chóng chán, tức là bạn hứng khởi với một điều gì đó ở phút này, nhưng phút sau lại trở nên thiếu tập trung và bắt đầu quan tâm đến những mục tiêu khác. Thế nên đây là ngày không thực sự hiệu quả. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, bạn đang có dấu hiệu ham hư danh rồi đấy. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, cần chú ý đến đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, nên sống thật đừng sống ảo quá nhiều. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, mối quan hệ xã giao phát triển thuận lợi. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 77, số 45, số 21. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, bạch kim, tám. Quý nhân phù trợ, Thìn, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày mùng 4 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tuất. Xem tử vi ngày mới cho tuổi Tuất thấy rằng hôm nay chính ấn xuất hiện mang tới sự hào hứng với việc học hỏi, tìm tòi những kiến thức mới mẻ cho bạn. Vậy thì đây là cơ hội tốt để bạn tham gia các khóa học hay đơn giản là thử tìm hiểu một môn học nào đó tạo cho bạn sự hứng thú, đừng lãng phí ngày cuối tuần của mình. Đừng xem thường những gì bạn học hỏi được trong những ngày cuối tuần rảnh rỗi. Những kiến thức bạn có được sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong công việc cũng như các hoạt động của đời sống đấy. Ngày có ngũ hành, tị hỏa sinh tuất thổ cho thấy bản mệnh được bù đắp tình cảm, bạn may mắn có được người yêu thương hơn là chính bản thân họ đấy. Hôm nay khá hứa hẹn cho việc hẹn hò của những người độc thân. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống với nửa kia. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, có ai đưa cho bạn chỉ dẫn phù hợp và có ích. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, tránh ký kết những hợp đồng quan trọng. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, chờ đợi thời cơ thích hợp nhưng đừng bỏ lỡ cơ hội tốt đang có. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, hãy thăm hỏi một người họ hàng xa lâu không liên lạc. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc,
đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn, số 76, số 06, số 22. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, Dần, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày mùng 4 tháng 6 năm 2023 của tuổi Hợi. Bước sang ngày mới, do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung, Dần Thân Tị Hợi gây cản trở, khiến con giáp tuổi Hợi vướng vào mối quan hệ rắc rối mà bạn chưa từng nghĩ tới. Ngày hôm nay dù thế nào cũng phải bình tĩnh mới xử lý được vấn đề, nếu không mọi sự sẽ càng rối ren hơn. Hôm nay, nếu con giáp tuổi Hợi càng cố làm gì lại càng sai dưới tác động của thương quan. Các quyết định sai lầm về tài chính có thể đưa bạn vào rắc rối không mong muốn. Để tránh những phiền toái đó thì cách tốt nhất là nên có sự tính toán kỹ lưỡng trước khi có chọn lựa của riêng mình ngày hôm nay nhé. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở cho bản mệnh rằng có thể bạn đang rất cố gắng để biến những giấc mơ thành sự thật, tuy nhiên bạn đang không đi đúng hướng. Đây là lúc bạn cần có một kế hoạch cụ thể trước khi bắt tay vào hành động, bởi vì nếu bạn chỉ làm việc theo hứng thì hiệu quả công việc sẽ không tốt đâu. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, không nên tham lam những gì không thuộc về mình. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, ôm đồm nhiều thứ không liên quan nên cuộc sống mệt mỏi. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, quan tâm nhiều hơn nữa đến nửa kia sẽ mang lại cho bạn ngày vui. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, có người mang lại rắc rối và phiền phức cho bạn. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, đề phòng những đối tượng tiếp cận với ý đồ xấu mà bạn thiếu tỉnh táo để nhận định. Sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 17, số 85, số 36. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, Mão, Mùi. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.